Ngày 14 tháng 10, 2020, Công an thành phố Thuận An đang tạm giữ đối tượng Đỗ Minh Trung, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Châu Thành, Kiên Giang cùng 13 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, khoảng từ tháng 7, 2020, Trung đến thuê một căn nhà thuộc khu Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An để làm nơi tổ chức cho các đối tượng đến nơi đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền. Khi các con bạc đến chơi, Trung sẽ cho người bắt trọng tài và thu tiền sau. Cứ 1 triệu tiền cá cược, Trung thu lợi 50.000 đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, Trung đã thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng. Trưa ngày 12 tháng 10, khi các con bạc đang say sưa đá gà, thì lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thuận An phối hợp với Công an phường Vĩnh Phú bất ngờ ập vào bắt quả tang Trung và 13 đối tượng đang tham gia đá gà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 74 triệu đồng tiền tang vật, 5 cặp cửa sắt, 1 cân đồng hồ và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.